ở Ba Thê. Dạ. Rồi cái kiểu như là mẹ nó đi sống về cái nghề đập đá. Dạ. Rồi không biết ông nào nó tối cái chui vô mùng cái ngủ với bả ăn cái chui ra đi mất tiêu. Dạ. Cái chừng bả có bầu cái bả không có hay, tới chừng gia đình hay thì bụng bự rồi. Thành ra đẻ giờ nó không có cha. Dạ. Rồi ông ngoại bà ngoại chết hết rồi. Dạ. Rồi mới lên đây cái tôi mới cho ở đậu. Ở đậu rồi bắt đầu đi mặn mướn vậy, thấy cũng tội nghiệp hoàn cảnh đó. Thành ra cũng đáng thương lắm, nó không có cha. Dạ. Rồi nó đi gái mà đi làm dựa bên ông. Chào cả nhà, hôm nay mình đã đến chợ Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang á. Mình có nghe một gia đình của em Mai thì có hai mẹ con, người mẹ thì bị câm điếc á, không có làm được với bệnh nữa. Rồi có một đứa con gái, hiện nay thì em nhìn cũng như con trai đó, em đi làm hồ để mà nuôi mẹ đó, lo cho gia đình. Mà em có ước nguyện là ước gì em được con trai để đi làm hồ lo cho mẹ, không có được mà như người ta đó. Thì yeah, cũng tội nghiệp em lắm. Đất có gì cho ở đậu đó. Nhà nào đó. Vậy là gì là người nhà của ông Tiếu hả? Mẹ ăn Tiếu. Mẹ ăn Tiếu với các nhà nè. Gì cho ở đậu đó. Dạ dạ. Đây mình nhận cho nó chó là vì là có đứa con gái giả trai. Gái giả trai mà gái nó không có cha, cũng như người ta chung như mùng bá, tiếp dâm bá. Rồi bá có bầu bá không biết cha nó là ai nữa. Dạ, vậy là, vì là không có cha. Ờ, còn lại thì chết trơn rồi. Còn dạ. Anh em thì ai làm lấy ăn, không có mà. Dạ. Bá ngồi đó hả? Ừ, bá đó. Không có thấy đường hả? Không có thấy đường, mấy bà kỹ lưỡng lắm rồi. Thấy không? Người ta lại đu quay nhà rồi đó. Dạ. Dạ. Chỉ có nói chuyện không được. Bà nói cũng như là bà câm mà ứ như con bà thì biết nghe không rồi rồi chơi nó câm điếc luôn mà điều con bà thiếp chút thường ngày nó biết yeah. Có muốn cái gì yeah. Còn như mình không có biết dạ dạ cái nó ngồi ở nhà ngày mai thì tưởng mày đi mà hộ chứ về đi đây tao quay YouTube nè con hoàn cảnh mình sao nó vậy người ta giúp đó thì với bác thôi à. Chào cô. Em cảm ơn nhiều chị. Ba hỏi gì đó thì nó nói nó biết. Ừ, cô mà không có nói chuyện được tiếng nào chân á con cưng. Dạ nói chuyện được nhưng mà mình nghe không hiểu. À nghe không? Người tay không nghe luôn. Không nghe luôn. À. Cô năm nay được nhiêu tuổi rồi cưng? 58 tuổi. 58 tuổi rồi. Rồi như chồng của cô là cha của cưng á? Dạ không có cha. Không có cha. À. Rồi cưng hiện nay cưng làm gì sống? Dạ con đi mần hồ. Cưng đi làm hồ. Ôi con gái mà đi làm hồ. Sao mà tội dữ à? Rồi cưng không đi làm công ty được sao? Dạ công ty thì lương nó có ổn nhưng không có cao. À. Ông đi mà hồ tiền cần nó xài mua thuốc mang được cho mẹ. Nhưng mà nó nặng nề quá nè. Làm hồ gán làm là nuôi mẹ. Vì gia đình chỉ có hai mẹ con rồi sống ở đây lê lắc. Ừ, anh cũng nghe anh Tiếu nó chỉ á, nói gia đình mình cũng khổ vậy đó. Rồi kêu anh em tới quay đặng mà coi có ai giúp đỡ cho gia đình đó, phần nào đỡ phần nấy vậy đó. Thì hôm nay sẵn đây anh tới anh quay á, để cho mọi người xem để mà giúp cho gia đình mình xây sở cuộc sống. Nhà này là đất của mình luôn hay là đất của ai cưng? Đất của
sớm đó, người ta cho ở à, vậy là đã cho cất nhà ở đâu? Nhà này hồi lúc trước là cũng bên chỗ từ thiện người ta cất cho à, từ thiện ta cho dạ. Nhưng mình nói vậy là cô không có nghe luôn. Dạ. Không nghe. Ngày nào cưng cũng có việc làm hay là ừ, hồ này có lúc thì có chuyện mặn, có lúc thì không. À. Như hôm qua là hết chuyện mặn. Người ta kêu mình nghỉ, mình phải nghỉ. À. Thì hôm nay thôi anh tới đây anh quay á. Có sẵn số tiền của cô cô Tư Lương ở Mỹ á, à, thì có để đây rồi anh giúp cho 500 ngàn, rồi sau này thí dụ như có ai mà có gửi giúp nữa thì anh đem tới nha. À, đây anh gửi cô 500 ngàn, à, để mua đồ rồi dùng trong gia đình. À. Nhé cưng thì... có cưng nhiêu tuổi anh quên nè em gái? 21 tuổi hả? Rồi cô nãy em nói cô bị bệnh gì? À, hiện giờ là bị tiểu đường, huyết áp với lại bị thận. Rồi bị nhất hai giờ đi không được. Rồi cô có bảo hiểm không em? Có bảo hiểm tạm thời, hiện giờ tới Tết này là hết luôn rồi. Thế bảo hiểm đó là địa phương cấp cho mình hay là mình tự mua? À, bên xã cấp cho. Rồi Tết gì đó rồi hết bảo hiểm gì rồi có nghe là người ta nói người ta sẽ cấp tiếp không hay là sao? Không biết mà trong bảo hiểm để là cấp 5 năm mà hiện giờ là 5 năm rồi. Em sợ là năm sau không có là bỏ tiền ra mua. Căn nhà bề ngang chừng 3 mét gì. Hai mẹ con sống là được cũng được rồi. Thì đây thấy nhà cửa thì cô với em dọn dẹp rất là ngăn nắp sạch sẽ luôn. Để là em đi làm rồi ở nhà ai nấu cơm cho cô hay là sao? Cơm nước này kia hay sao? Mà em còn nấu được. Ừ. Đi không được rồi bà cũng bà bò vô. Thế vậy là cô đi không được? Đi được mà cái nhức cái quá cái nhức khớp gối. Bà bò vô bị khớp. Dạ. Nãy anh có nghe cái chị kia ở ngoài á nói cái câu chuyện của em á là thấy anh cũng thương lắm. Nói em sợ như này, nhiều khi nói sợ em buồn á. Nói em là con gái nhưng mà muốn làm con trai để đi làm lo cho mẹ. Sợ con gái cái có chồng rồi cái bỏ cô cũng may lo. Nghe anh cũng thấy hoàn cảnh quá tội nghiệp rồi. Thế thì nay nhờ có anh Năm cũng có một số tiền giúp cưng trước. Thì mai mốt thì hai anh em cố gắng kêu gọi cô chú Mạnh Thường Quân, anh chị em có ai mà biết được hoàn cảnh của mình thì giúp đỡ hai mẹ con. Để bây giờ anh thấy cũng sắp tới Tết rồi, cũng giúp đỡ đi hay mẹ con có một cái Tết nó ấm cúng hơn, chứ có một cuộc sống nó đỡ vất vả hơn nha. Nè em có đi làm không? Người ở kia người ta nói là hết công chuyện mà người ta kêu nghỉ. Rồi đang kiếm công chuyện khác làm. Đang kiếm hả? Ồ, vậy là làm hồ mà bây giờ đã tạm ngưng rồi. Bây giờ cưng đi kiếm công chuyện khác làm. Thôi giờ ngưng mình xin vô công ty được. Mà cái này cái cuối Tết rồi đâu có làm được đâu. Không cho vô. Không cho vô. Nhưng mà như em nói thì làm công ty thì cái thu nhập nó không bằng so với mình đi làm hộ ngoài ha. Dạ. Nó không bằng. Lại tiền tới tháng mới lấy được. Trong khi đó mẹ em bận ngày tiền hút không có. Cũng kẹt cái đó nữa. Nếu mà làm hộ thì cưng lãnh được hàng tuần, đúng không? Dạ. Hàng tuần để lo cho mẹ. Dạ. Còn làm công ty thì tới tháng mới lãnh. Người trong cái vòng cái tháng đó mà không có tiền xây sở mua thuốc đồ này kia là không được. Em tên gì? Nãy giờ anh nói chuyện mà quên hỏi tên em nữa.
em tên Mai. Tên Mai, anh tên Minh, này em tên Năm. Thì hai anh em anh thì hôm nay có số tiền để giúp trước cho cưng, rồi để về đưa video lên coi có ai giúp thì em anh em tới cho em ha. Dạ, giúp cho gia đình ha. Nó lỡ bà thê. Dạ. Rồi cái kiểu như là mẹ nó đi sống về cái nghề đập đá. Dạ. Rồi không biết ông nào nó tối cái chui vô mùng cái ngủ với bả ăn cái chui ra đi mất tiêu. Cái chừng bả có bầu cái bả không có hay, tới chừng gia đình hay thì bụng bự rồi. Thành ra đẻ giờ nó không có cha. Rồi ông ngoại bà ngoại chết hết rồi. Rồi mới lên đây cái tôi mới cho ở đậu. Ở đậu rồi bắt đầu đi mặn mướn vậy, thấy cũng tội nghiệp hoàn cảnh đó. Thành ra cũng đáng thương lắm, nó không có cha. Rồi nó đi con gái mà đi làm dựa bên ông Tư Siêu bên đó. Rồi cái bắt đầu cái lợi mở nó đi câu quất bằng tiền nhiều hơn, nghĩ người ta. Rồi bắt đầu mới về đây giờ người ta buồn, người ta không nhận nữa, rồi giờ mới quay ngay đi làm hồ. Thành ra làm hồ bắt bên lắm cái này á. Con gái nữa nghĩ rồi à, nhưng không có đủ sống. Đúng rồi. Rồi bà bệnh nữa. Rồi nào ngay chờ sớm á. Ai có gì đem để cho anh ấy. Vậy đó. Tôi thì ai cho xin tôi đi chợ đi ha. Miếng ai cho gạo tôi đem về. Còn tôi gì lâu lâu tôi đem ra tôi cho. Nghe nói hồi nãy Mai nói cái này nghỉ làm rồi. Cái này dù bệnh dịch nè cũng ít có làm, thì Dũng như lạnh lãnh nền nhà là gọi cái nhà cái mà ngưng rồi. Đúng rồi. Bị hai ba ngày nay không có gạo nấu đó. Rồi cái kêu tôi đi xin cái tôi cũng đem ra tôi cho. Vậy là mấy ngày nay không có gạo nấu luôn. Không có gạo nấu luôn rồi. Đó, qua này nè, bữa đó xúc gạo qua cho nè. Qua này cái bên nè cũng tội nghiệp, nó cũng được lắm. Nếu không có là xúc qua cho ăn. Vậy cũng nhờ chồng sớm. Thì đâu có ngay tôi thì hôm hổm bệnh, bị nửa đêm bệnh có đồng bạc rồi đâu. Đưa đi nhà thương có đồng bạc nữa. Tôi xuất tiền tôi ra tôi đi nhà thương đó nghe. Rồi sáng lên tôi đi chợ với tôi mấy bạn bè vậy nè. Cái ai giúp đỡ nhiều giúp đỡ, còn nhiêu thì tôi chịu. Hồi vậy có phước chị. Ai đó tôi vậy đó. Làm phước đi. Giúp được thằng nào có phước thằng nấy. Thiệt. Làm gì em cũng cảm ơn. Đi con mình trai không mà gắn kiếm phước mới được. Cảm ơn chị. Thôi con xin phép cô, con về. Anh về nha Mai. Rồi thí dụ như có Mạnh Thường Quân nào mà giúp đỡ, có gửi tiền cho anh đó, thì nữa anh em vô cho gia đình để xây sở cuộc sống. Hồi sớm giờ cũng nghe mà chị kể mấy ngày nay gia đình không có gạo luôn. Vậy là hôm nay anh tới quay anh giúp được chút đỉnh cũng mua gạo được ha. Cũng có duyên. Hôm nay đến chào duyên với gia đình. Rồi con xin phép về, anh về mà. Dạ xin phép con.